Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thay nhớt tại nhà nha các bạn. Còn đây là chiếc xe Toyota RAV4 2018-19 đó các bạn. Khi mình chạy xe mà mình thấy cái chữ maintenance này nó nổi lên trên xe mình đó, thì mình biết nhớt của mình đã bị dơ, cho nên mình phải nên thay nha các bạn. Cách thay nhớt tại nhà thì cũng không có gì khó. Nó cũng đơn giản. Ngày xưa đó thường thì mình hay đem lại dealer cho thay nhớt, hoặc là lỡ tiệm cho thay, nhưng thợ chánh ít có thay hay cho đại tử, những người mới học nghề thay, cho nên dễ làm hư con ốc xả nhớt của mình lắm nha các bạn. Cho nên từ đó mình thay nhớt ở nhà. Còn đây là cái oil filter của xe RAV4 2018-19 đó các bạn. Oil filter này mua ở đâu cũng có, mình tới Walmart hay dealer AutoZone mình mua chỗ nào mà bán về phụ tùng xe mình mua đều có nha các bạn. Có cái mã số là 04152IZZA1. Đây là cái oil filter của xe RAV4 đó các bạn. Trước khi mình thay nhớt hoặc là oil filter thì mình mở hộp ra để mình kiểm tra trong hộp này nó có những gì nha các bạn. Trước tiên là một cái nút xả cặn nhớt của cái oil filter. Cái thứ hai là có hai miếng gioăng lớn và nhỏ. Cuối cùng là cái cục lọc. Đây là cục lọc các bạn, cục lọc của cái oil filter đó, trong đây gồm có 3 món. Trước khi thay nhớt thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ. Để khi mình thay nhớt thì nhớt nó không có văng ra ngoài làm dơ cái sàn nhà của mình nha các bạn. Đây là một cái ống nước cũ. Mình kiếm một ống nước cũ nào cũng được bỏ. Thì mình cắt làm sao cho nó vừa dưới cái từ ở ngay chỗ cái oil filter mà xuống cái thùng nhớt của mình. Đây là cái ống nước cũ nha các bạn. Mình cắt một đoạn để mình làm cái xả cặn không có văng nhớt ra tùm lum ở sàn nhà của mình nha. Giờ mình dùng một cái nút xả của cái oil filter đó, mình gắn vô trong ống này. Giờ mình dùng một cái cổ dê. Cái cổ dê này để mình siết, mình giữ chặt là cái nút này đó các bạn. Khi mình chọt lên để mình xả cái nhớt cặn thì nó không thể xuất ra. Đây là cái cổ dê nha các bạn. Mình siết cho nó cứng dưới cái nút xả nhớt này thôi. Ống nước nào cũng được, xin miễn vừa dưới cái nút xả này thôi. Giờ mình siết chặt lại là được rồi các bạn, để mình làm khi mà mình ấy nó không có văng nhớt ra tùm lum ở sàn nhà của mình nha. Rồi đây là cái ống nước để mình xả nhớt đó các bạn. Đây là hai cái bục để mình kê cho xe chạy lên nó an toàn hơn nha các bạn. Khi mình thay nhớt thì nên dùng hai cái bục này, mình không nên dùng cái con đội nha các bạn, rất là nguy hiểm. Hai cái bục này nó sẽ an toàn hơn nha các bạn. Bây giờ mình dùng hai cái bục này để sát hai bánh xe nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho xe chạy lên hai cái bục lót ở dưới cái bánh xe đó nha các bạn. Rồi sau khi cho xe chạy lên rồi để mình kiểm tra lại coi hai cái bục này có an toàn không nha các bạn. Rồi sau khi mình cho hai cái bục này lên như vậy là an toàn nha các bạn. Mình không nên dùng con đội nha, con đội rất là nguy hiểm. Bây giờ mình tiến hành thay nhớt thôi. Trước khi mình thay nhớt để mình chỉ sơ cho các bạn cái con ốc xả nhớt và các oil filter nằm ở dưới lườn xe nha các bạn. Đây là ốc nhớt để mình xả nhớt đó các bạn. Đây là cái oil filter đây các bạn. Để tiến hành thay nhớt, trước tiên ta mở cái capo lên nha các bạn. Ừ,
Rồi bây giờ mình tháo cái nắp nắp châm nhớt ra các bạn, để cho mình thông hơi nó nhẹ nha các bạn. Khi mình thay nhớt thì nó sẽ nhớt nó xuống nhanh hơn nha. Rồi bây giờ mình tháo cái nắp nhớt ra các bạn. Mình tháo để cho chút xíu mình xả nhớt như vậy đó thì nhớt nó sẽ xuống nhanh hơn nha. Đây là thùng đựng nhớt. Mình mở cái nắp này ra khi mình xả nhớt cho nhớt nó xuống đây để nó chảy xuống cho nhanh đó các bạn. Nhớ dặn cái nắp này kỹ là. Đây là con ốc nhớt đó các bạn. Bây giờ mình mở ra. Khi mình tháo nhẹ như thôi nha các bạn. Giờ mình mở với bằng tay. Lúc dặn vô cũng dặn bằng tay các bạn. Không nên mình xiết nó sẽ hư cái con ốc này nha các bạn. Giờ mình thấy nó đang nhẹ nhẹ, mình nhúc dây cho nước nó chảy. Đây. Đây. Nhớt nó chảy đó các bạn. Sau khi nhớt nó chảy gần hết thì mình đóng cái nắp nhớt lại để mình tiến hành tháo cái oil filter nha các bạn. Ở bên đây nó có cái chốt nhỏ nè các bạn. Mình phải dùng kìm. Mình dùng kìm mình tháo cái chốt này ra. Giật cái chốt này cho nó xuống ở đây để mình tháo cái oil filter này nó dễ các bạn. Đây cái chốt nhỏ này ở đây. Bây giờ mình tiến hành mở cái nút xả nha các bạn. Nút xả của cái oil filter. Đó, mình chỉ dặn nhẹ nha các bạn. Bây giờ mình chỉ dặn bằng tay. Nhớt lỡ sát cho chắc ăn nha các bạn. Bây giờ mình đưa cái ống này vô. Chọt cho nó nhớt nó xuống nha các bạn. Đây, nhớt nó không có phun ra, nó theo cái ống này nó chạy xuống đây cái thùng nhớt. Cái nút xả nhớt này nếu mà xe mới các bạn, mình cũng không có cần thiết để tháo ra. Tại vì mình tháo cho các bạn xem cái dưới này là cái đồ mà giống như những cái cặn qua dớ dơ đó. Thì nó nằm ở dưới cái nút này. Mình tháo ra, còn nếu mà xe mới thì xe cũ thì mình tháo, còn xe mới thì mình cũng không cần thiết nha các bạn. Nhưng mà mình làm mình tháo cho các bạn coi, tại vì cái nút phía dưới này, cái nút chỉ là xả cái nhớt nó có cặn đổ này kia thôi. Xe cũ thì mình nên xả, còn xe mới thì không cần thiết nhiều lắm. Mình xả cũng được, không xả cũng được. Đó, cái ống này công dụng của nó là vậy đó các bạn. Mình chỉ trọt vô cho nước nó không phun ra, còn không nếu không có cái ống này nhớt nó sẽ phun ra tùm lum nha các bạn. Còn cái nút này á, là cái nút xả nhớt. Còn cái chỗ đây là cái chỗ xả nhớt của cái oil filter các bạn. Mình chế cái ống này để cho khi mình lấy cái cặn của cái nhớt ra hết trong cái này đó các bạn. Sau khi nhớt mà nó hết đó các bạn, mình rút ống này ra. Rồi, nó cũng ra hết đó các bạn. Mình đóng sơ lại để mình mở cái oil filter mình thay các bạn. Mình dặn bằng tay hết nha. Khi nào tới đây thì mình siết cứng lại tí xíu thôi. Mình không có dặn bằng cái lỡ nó hư răng nha các bạn. Mình dùng cái chìa khóa, cái chụp để mình mở cái này ra sau khi mở nhẹ rồi các bạn. Mình nên dặn tay nha. Giờ mình đã mở nhẹ rồi. Giờ mình chỉ dặn tay ra cho nhớt nó xuống hết, mình lấy cái oil filter ra nha các bạn. Mình tháo cái giòn cũ này bỏ nha các bạn. Mình thay bằng giòn mới. Đây, giòn mới. Còn cái nắp ở dưới này mình cũng thay cái giòn luôn nha các bạn. Mình bỏ cái giòn cũ này đi.
Rồi mình lấy một cái vòng mới mình thay dưới này nha. Rồi mình siết lại. Mình dặn nhẹ vô thôi nha các bạn, vừa cứng thôi nha các bạn, vừa cứng là nó đã hết vô rồi. Sau khi mình thay xong xuôi rồi mình thay cái oil filter luôn nha các bạn. Đấy, oil filter. Rồi như vậy mình chỉ dặn vô thôi nha các bạn. Rồi mình chỉ dặn tay vô thôi nha các bạn. Rồi mình chỉ dặn nhẹ vô thôi, siết nhẹ vô nó sẽ hít nha các bạn. Mình dặn cứng ra nữa mình tháo khó lắm nha các bạn. Mình dặn bằng tay vô nha các bạn, sau khi dặn bằng tay mình chỉ dặn nhẹ thốt thôi nha. Rồi nhớt thì mình sử dụng nhớt xe mới thì mình vừa sử dụng 0,20 nha các bạn. Thường xe này thì mình xài 5 quarter. Một chai là 1 quarter các bạn. Một quarter. Giờ mình dùng cái quặng mình đổ nhớt rồi các bạn. Rồi sau khi mình thay nhớt xong rồi mình bấm cái nút start lên để mình reset lại cái xe nha các bạn. Mình bấm nhưng mình không cho máy nổ nha. Bấm một cái thứ nhất. Mình bấm cái thứ hai. Khi bấm thứ hai thì mình cảm thấy mấy cái đèn nó đều nổi lên hết như vậy nè các bạn. Đó tất cả các đã nổi lên nhưng mà máy mình không có nổ nha các bạn. Bây giờ mình chuyển cái mũi tên này, nó có hình cái mũi tên này các bạn. Mũi tên này. Rồi mình chuyển tới cái setting nha các bạn, cái setting nè các bạn. Rồi mình chuyển qua cái setting. Đó các bạn thấy cái chữ cái bánh bánh răng chiếc xe đó các bạn. Giờ mình chuyển xuống. Chuyển xuống cái variety setting nha các bạn. Mình bấm vô một nút nữa. Giờ mình bấm thêm nút thứ hai. Bây giờ mình đưa cái chữ từ chữ no lên chữ z đó các bạn. Giờ mình bấm luôn một lần nữa, bấm vô cái trong đây nó có hướng dẫn là bấm vô cái tâm ngay chỗ cái reset đó các bạn. Giờ mình bấm vô lần thứ cái bấm chữ z nha, tự động nó reset nha các bạn. Đó bắt đầu nó reset đó các bạn. Rồi ok, như vậy là xong rồi các bạn. Đây là cái nút ở trên cái qua lăng xe đó các bạn. Mình kêu các bạn bấm là bấm vô cái nút này nha các bạn. Các bạn nhớ là cái nút nằm ở trên cái qua lăng nha. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại nhớt nha các bạn. Kiểm tra lại nhớt coi thiếu đủ như thế nào nha. Giờ mình dùng miếng giấy để mình chùi cái thâm nhớt này nha các bạn. Trong cái cây thâm nhớt này nó có hai mắt, mắt ở trên là cao nha các bạn, còn cái mắt ở phía dưới này là nó thấp. Đó, các bạn đo là chung cái trên nó nằm ở chính giữa cái này hoặc ở trên chút xíu vậy là tốt nha các bạn. Để mình thâm cây nhớt cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình đưa cây nhớt xuống dưới nha các bạn, vô sát xuống luôn. Tới cái mức đen nè các bạn, mức đen này nữa, mình đưa sát xuống dưới luôn. Rồi mình kéo lên.
Rồi bây giờ cái cây thâm nhớt mình nó nằm trên trên phân nửa đó các bạn, nó nằm tới đây đó các bạn, như vậy là tốt rồi các bạn. Nếu mà nó nằm thấp ở dưới này đó thì nó thiếu, còn nó nằm cao trên này là cũng vừa đủ, nhưng mà đừng để cao quá các bạn, cỡ trung bình cỡ này là vừa nha các bạn. Nó nằm ở đây nó hơn phân nửa tí xíu. Rồi. Bạn thấy không? Sau khi các bạn thay nhớt xong, những cái gì mà liên quan đến nhớt các bạn gom lại để đem lại cái chỗ nào người ta bắn nhớt hay là AutoZone đó các bạn, mình cho người ta recycle lại các bạn. Các bạn không nên bỏ ra sông hay là bỏ xuống cống hay đất thì mình không có tốt. Sau khi mình thay nhớt xong mấy cái nhớt hay đồ dơ các bạn, mình đem lại ngay chỗ này để mình bỏ, để người ta recycle lại các bạn. Mình đừng có nên bỏ thùng rác nhà mình hay là mình bỏ trong cái đất nhà mình nha các bạn, không có tốt nha các bạn. Rồi video mình tới đây tạm dừng nha các bạn, hẹn lại các bạn video sau. Các bạn nhớ đăng ký và share ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có được một ngày vui vẻ. Hẹn lại video sau.